Hello anh chị em và các bạn, trước mắt anh chị em và các bạn đang là một trong những mẫu xe cực kỳ hot ở thời điểm hiện tại và giá thành cũng như là thông số kỹ thuật hay chất lượng và đặc biệt là về mặt thiết kế thì rất khó để chê. Và đây chính là chiếc Mitsubishi X-Force phiên bản XS là cái phiên bản bán chạy nhất, đồng thời cũng là cái phiên bản đang được hỗ trợ tốt nhất ở thời điểm hiện tại anh em nhé. Để nói về chiếc XS này thì thực ra đây không phải là phiên bản bán tốt nhất kể từ lúc nó ra mắt. Tuy nhiên sau khi mà tổng hợp các chương trình khuyến mại lại cũng như là có cái sự hỗ trợ rất lớn từ hãng và đại lý thì phiên bản XS này nó đã vươn mình trở thành phiên bản bán tốt nhất. Thậm chí là đã đến lúc Mitsubishi họ tính về phương án ngừng nhập khẩu hoàn toàn phiên bản GLX để nhường chỗ cho phiên bản XS. Đây có thể coi là một sản phẩm cực kỳ hợp lý ở trong tầm tiền, đặc biệt là sau khi được áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như quà tặng của hãng và đại lý anh em nhé. Trong nội dung của video này thì Nghĩa mời anh chị em chúng ta cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về phiên bản X-Force XS. Đây là cái phiên bản cực kỳ ngon và sau khi mình xem xong thì chắc chắn là anh chị em và các bạn sẽ thấy là lựa chọn phiên bản này thực sự là một phương án hợp lý. Cụ thể giá thành của chiếc X-Force này như thế nào trong thời điểm tháng 11, lăn bánh trả góp ra sao? Mời anh chị và các bạn chúng ta cùng nhau xem hết video nhé. Như anh chị và các bạn đã biết thì Mitsubishi X-Force tại Việt Nam nằm trong phân khúc CUV hạng B, có nghĩa là cạnh tranh cùng với các đối thủ như là Kia Seltos, Hyundai Creta. Điểm mạnh của X-Force thì đến từ thương hiệu Mitsubishi cực kỳ bền bỉ. Đồng thời, đây cũng là một trong những mẫu xe mà thiết kế đẹp nhất, thay đổi nhiều nhất về cái ngôn ngữ của những chiếc xe nhà Mitsubishi. Một chiếc xe thực sự là thể thao, phong cách và nó không kém phần mạnh mẽ nha cả nhà. Để nói về chiếc Mitsubishi X-Force phiên bản XS này thì anh em lưu ý giúp mình, đây là phiên bản đứng ngay đằng sau phiên bản GLX. Có nghĩa là nó chỉ nâng cấp đôi chút thôi, và những cái nâng cấp của chiếc XS so với GLX thì phần lớn nó nằm ở cái phần ngoại thất anh em nhé. Còn phía bên trong nội thất tiện nghi thì nó sẽ tương đồng như trên phiên bản GLX. Tuy nhiên với cái mức hỗ trợ rất là tuyệt vời ấy, thì chiếc XS này nó đang đạt được rất nhiều những cái sự mong muốn và kỳ vọng của anh em về một mẫu xe đẹp từ trong ra ngoài, cũng như là cái phần nội thất tiện nghi chúng ta rất dễ dàng nâng cấp. Chiếc XS này thì sẽ vẫn sử dụng chung cái ngôn ngữ thiết kế này, form dáng, kích thước, khối động cơ, hệ dẫn động của tất cả chung trong 4 phiên bản luôn. Động cơ sẽ là 1.5 MiVec, số tự động vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước chủ động và cho công suất tối đa là 105 mã lực. Mô men xoắn cực đại sẽ là 141 Nm anh em nhé. Bộ la răng sẽ mang kích thước là 18 inch, tương đồng như trên hai phiên bản Premium cũng như là Ultimate. Hệ thống đèn phía trước thì hoàn toàn là đèn LED projector dạng bóng chiếu. Xe cũng được trang bị luôn cái đèn sương mù phía trước là LED projector, nhưng hơi tiếc là chưa được trang bị hệ thống đèn pha cũng như là gạt mưa tự động. Ở phía bên trong nội thất khi anh em mở cửa ra, với một phiên bản mà chỉ nhỉnh hơn so với phiên bản tiêu chuẩn lại được nâng cấp rất nhiều về ngoại thất, thì phần lớn cái phần nội thất nó sẽ bị cắt bớt đôi chút anh em nhé. Chúng ta vẫn sử dụng chung, đấy là hoàn toàn ghế nỉ thôi. Nhưng những cái trang bị còn lại thì cũng rất đáng để cho anh em quan tâm. Đầu tiên là cái nút bấm khởi động start top này, phanh tay điện tử có chức năng giữ phanh tự động auto hold. Hàng ghế 2 có thể ngả tới 8 cấp độ thoải mái cho anh em để chân cũng như là cái phần trần cực kỳ cao và thoáng. Điều hòa sẽ là dạng hai vùng độc lập với công nghệ học lọc không khí NanoX nha anh em. Đây là một trong những cái công nghệ lọc không khí rất ngon ở thời điểm hiện tại. Còn về màn hình thì anh em sẽ có cái màn hình giải trí cảm ứng 8 inch anh em nhé. Về tính năng an toàn trên phiên bản XS này thì anh em sẽ được trang bị bao gồm là hệ thống kiểm soát vào cua chủ động này, camera lùi, 4 túi khí quanh xe. Những sự đáng tiếc nhất thì chắc chắn là sẽ đến từ cái hệ thống an toàn chủ động thông minh của Mitsubishi, và hệ thống này thì thường sẽ chỉ trang bị trên những phiên bản cao nhất thôi nha anh em. Về màu sắc để lựa chọn thì tổng cộng anh em sẽ có tới 5 màu để lựa chọn, bao gồm là vàng, đỏ, trắng, xám và đen. Ngoài ra thì anh em có thể nâng cấp thêm cái hai tông màu với màu vàng nóc đen và màu đỏ nóc đen. Giá thành sẽ nhỉnh hơn đôi chút so với một màu anh em nhé. Còn về mức giá của chiếc X-Force XS thì hiện tại đang được niêm yết mức giá là 640 triệu và anh em sẽ được trừ trực tiếp trên hóa đơn là 52 triệu. Có nghĩa là mình cần thanh toán 588 triệu. Đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc. Hơi tiếc khi nó sẽ không được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Và nếu anh em làm các thủ tục lăn bánh ở Hà Nội thì sẽ là 690 triệu. Tại Sài Gòn sẽ là 677. Tại các tỉnh thành thuế 12% sẽ là 670 và tại thuế 10% sẽ là 657 triệu. Mình có thể được duyệt vay tối đa cho phiên bản này là 470 triệu, tức là tương đương với 80% giá trị xe và thời gian vay dài nhất sẽ là 8 năm.
Nếu ở Hà Nội thì cần chuẩn bị trước giúp mình là 232 triệu, tại Sài Gòn sẽ là 219, tại các tỉnh đánh thuế 12% sẽ là 212 và tại thuế 10% sẽ là 199 triệu. Hàng tháng anh chị em trả cả gốc cả lãi, dao động khoảng tầm hơn 8 triệu, trong đó gốc cố định là 4,9 triệu, còn lãi sẽ giảm dần theo dư nợ gốc. Trên đây thì mình vừa show cho anh em về cái thông số kỹ thuật cũng như là cái giá bán cập nhật của phiên bản Mitsubishi Xforce XS. Đây là phiên bản đang được hỗ trợ tốt nhất ở thị trường hiện tại. Và đặc biệt, đại lý bên mình ở chi nhánh phía Bắc thì sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá thực tế cũng như là gói quà tặng. Nó sẽ nhỉnh hơn đôi chút so với những gì mình đang công bố trên video. Nếu anh em nào đang quan tâm về mẫu xe này và muốn tìm hiểu chi tiết hơn về giá bán, khuyến mại cũng như thủ tục trả góp, anh chị em vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline mà Nghĩa đã để kèm trên video nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều và hẹn gặp lại cả nhà ở trong những video tiếp theo.